chào cả nhà. Hôm nay bác Tám xin mời cả nhà đến thăm nước Đức vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2023. Đi từ thủ đô Oslo, Na Uy đến thành phố Munich của nước Đức, bác Tám không cần phải xin visa hoặc qua thủ tục hải quan nên rất tiện lợi. Sân bay quốc tế ở đây có tên là Munich International Airport, gọi tắt là MUC. Đến đây, bác Tám được một người anh em cô cậu là anh Thái, cũng là thổ địa ở vùng này, dẫn đi chơi nên biết được nhiều chỗ rất đẹp. Có một điều mà mình trước đây không biết là thành phố Munich, tên Đức của nó không giống tiếng Anh, họ gọi thành phố này là München. Bây giờ mời cả nhà cùng bác Tám đi tham quan nước Đức nhé. Ok, let's go. Phải công nhận một điều là ở nước Đức, đường xá và thành phố rất sạch sẽ và yên lặng. Điểm đầu tiên bác Tám được đến thăm là Vương cung Thánh đường tại trung tâm của thành phố München. Ngôi nhà thờ cổ này được xây dựng vào ngày 9 tháng 2 năm 1468, cách đây gần 600 năm. Bác Tám đến nơi thì thánh lễ cũng vừa xong nên chỉ đi vòng vòng bên ngoài để chụp hình làm kỷ niệm. Là thành phố cổ Munich. Các kiến trúc cổ xưa vẫn được giữ nguyên, rất đẹp. Các quán hàng quanh vùng này cũng rất là dễ thương. Ngoài những ngôi nhà thờ xưa và kiến trúc cổ kính, Munich còn là trụ sở chính của hãng xe BMW mà tiếng Đức gọi là BMW, có nghĩa là BMW. Cả nhà mình cùng bác Tám vô bên trong coi thử có chiếc xe nào đẹp đẹp thì mua về xài luôn nha. Bên trong, mình có thể đi xem rất nhiều loại xe, không chỉ xe BMW, mà còn có cả xe Porsche, xe Mini và các loại xe hai bánh. Sàn triển lãm xe rộng rãi, mênh mông, nên tha hồ đi và tha hồ ngắm xe, chụp hình thoải mái. Coi xe xong rồi, bác Tám xin mời cả nhà đi thăm khu tòa lâu đài khổng lồ, rộng đến 200 hecta tại Munich, Đức Quốc. Tòa lâu đài khổng lồ này có tên là Schlosspark Nymphenburg, hoặc tên tiếng Anh là Nymphenburg Palace, được xây dựng từ năm 1662. Vào năm đó, tuyển đế hầu Maximilian Emmanuel của nước Đức được sinh ra đời. Tuyển đế hầu là tước vị tương tự như vua. Thời đó, vua và hoàng hậu lấy nhau đã 10 năm mà không có con. Nên khi Maximilian Emmanuel ra đời, họ đã cho xây dựng tòa cung điện này để ăn mừng. Bên ngoài, hoa được trồng thay đổi tùy theo mùa. Bên trong có 16 cung điện đẹp đến choáng ngợp. Phải đến nơi rồi mới thấy được cái đẹp của nó.
Di tích lịch sử là thứ mà dù có nhiều tiền cách mấy cũng không thể nào mua lại được. Do vậy mà nước nào cũng cố gắng giữ gìn những di tích lịch sử của đất nước mình. Gần 400 năm trước mà người Đức đã có thể xây dựng được những lâu đài, cung điện nguy nga tráng lệ như vậy, chứng tỏ dân tộc của họ đã phát triển từ lâu. Bác Tám đến nước Đức vào đúng mùa xuân, nên hoa nở rất nhiều. Mình cùng nhau đi ngắm hoa của nước Đức bạn nhé. Đức là xứ ôn đới, nên vào mùa xuân có rất nhiều loại hoa nở. Hoa tulip, hoa anh đào, hoa vương miện, hoa mận nở khắp mọi nơi. Và có rất nhiều loại hoa mà mình chưa biết hết tên, đẹp vô cùng. Bông hoa có khả năng làm vơi đi bớt nỗi buồn và làm tăng thêm niềm vui cho mình. Do vậy mà nên dành thời gian để ngắm hoa trên dọc đường đi của mình bạn nhé. Khi đất trời như đang bừng tỉnh dậy sau cơn ngủ dài của mùa đông, khi cây cối thi nhau lâm chồi mấy lộc, đó là khi con người tổ chức những buổi lễ hội hè đình đám. Nước mình có Tết thì nước Đức có lễ hội mùa xuân. Lễ hội mùa xuân năm nay ở Munich, nước Đức được bắt đầu từ ngày 21 tháng 4, kéo dài đến ngày 7 tháng 5. Vào những ngày lễ hội này, người dân nước Đức từ khắp mọi nơi đổ dồn về thành phố Munich để ăn chơi. Nam thanh nữ tú rủ nhau ăn mặc những bộ áo quần truyền thống của dân tộc họ, nhìn rất lạ mắt và đẹp. Đại đa số người Đức rất dễ thương và thân thiện. Có những người mình mới gặp họ lần đầu ở buổi lễ hội, nhưng họ cũng muốn mình chụp hình chung với họ, rất dễ thương. Cảm ơn thành phố Munich, cảm ơn nước Đức, cảm ơn anh Thái, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn Toại và cảm ơn Ngân đã cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.